Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ ba, ngày 30 tháng 1 năm 2024. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới khởi động phiên đầu tuần với xu thế tăng. Giới phân tích nhận định thị trường vàng quốc tế đang thận trọng trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và báo cáo việc làm tháng 1 của Mỹ. Ở trong nước, giá vàng miếng tiếp tục tăng lên sát mốc 77 triệu đồng một lượng, trong khi giá vàng nhẫn một lần nữa vượt qua mốc 65 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được ghi nhận ở mức 16 triệu 900 nghìn đồng một lượng so với giá vàng miếng và 4 triệu 100 nghìn đồng một lượng so với giá vàng nhẫn mua số 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức từ 74 cho đến 75 triệu 200 nghìn đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức từ 76 cho đến 76 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn mua số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 64 triệu 030 nghìn đồng một lượng và 65 triệu 130 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 74 triệu 300 nghìn đồng một lượng, chiều bán 76 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 74 triệu 300 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 76 triệu 820 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 2 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 74 triệu 150 nghìn đồng một lượng và 76 triệu 750 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá tương tự so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 74 triệu 150 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 76 triệu 750 nghìn đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 2 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 74 triệu 400 nghìn đồng một lượng, chiều bán 76 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 74 triệu 400 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 76 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 2 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 74 triệu 400 nghìn đồng một lượng, chiều bán 76 triệu 750 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 74 triệu 450 nghìn đồng một lượng, chiều bán 76 triệu 850 nghìn đồng một lượng. Tại Mê Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 75 triệu đồng một lượng, còn là chiều bán 75 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 74 triệu đồng một lượng, chiều bán 76 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn mua số 9, vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 24 triệu 674 nghìn đồng một lượng đến 62 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán, có mức giá niêm yết từ 26 triệu 674 nghìn đồng một lượng đến 64 triệu đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen. Thưa các bạn,
Giá vàng thế giới gần đây giữ trong vùng từ 2.000 cho đến 2.030 đô la Mỹ một ounce, do một mặt được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị. Mặt khác, đương đầu với áp lực giảm từ xu hướng tăng của tỷ giá đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, cũng như thay đổi trong kỳ vọng về lãi suất của Fed. Do kinh tế của Mỹ gần đây tiếp tục phát đi các số liệu thống kê tốt hơn dự báo, thị trường cho rằng Fed sẽ khó bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 3 năm nay. Thay vào đó, các nhà giao dịch đang đặt cược nhiều hơn vào khả năng Fed có đợt hạ lãi suất đầu tiên vào tháng 5. Việc thời điểm giảm lãi suất bị đẩy lùi không có lợi cho giá vàng, một tài sản không mang lãi suất. Tuần này, tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư sẽ là cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên trong năm 2024 của Fed, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày hôm nay thứ Ba và ngày mai thứ Tư. Theo dự báo, Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này, nên điều mà thị trường chờ đợi sẽ là tín hiệu về đường đi của chính sách trong thời gian tới. Theo chiến lược gia ông Diego Coleman của Daily FX cho rằng, trong trường hợp Chủ tịch Fed ông Powell có quan điểm nhẹ nhàng hơn và để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất, các nhà giao dịch nên chuẩn bị cho khả năng lãi suất trái phiếu của Mỹ giảm mạnh và vàng sẽ được hưởng lợi từ điều đó. Ở chiều ngược lại, nếu quan điểm của Fed đi ngược lại với kỳ vọng của thị trường về việc nới lỏng chính sách tiền tệ, lãi suất sẽ tiếp tục phục hồi, thúc đẩy đồng đô la Mỹ và đè nặng lên kim loại quý. Tuy nhiên, ông Coleman cho rằng, dựa trên quan điểm của ông Powell đưa ra vào tháng trước, kịch bản này ít có khả năng xảy ra. Dựa vào diễn biến của vàng trong thời gian qua, chiến lược gia ông Coleman cho rằng một đợt đột phá có thể sẽ đẩy vàng lên tới mức 2.080 đô la Mỹ và kim loại quý này có thể sẽ tăng bứt phá nếu như ngưỡng này được phá vỡ. Ông cho rằng mức hỗ trợ của vàng sẽ là 1.990, tiếp theo là 1.975 đô la Mỹ một ounce. Tiếp đó, Bộ Lao động của Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm tổng thể trong tháng 1 vào phiên ngày hôm thứ Sáu. Dữ liệu này được nhận định sẽ có ảnh hưởng lớn đến kỳ vọng lãi suất của Fed. Bên cạnh đó, một số chuyên gia tỏ ra bi quan về triển vọng của giá vàng. Ông Colin Szynski, chiến lược gia trưởng tại công ty CA Management cho rằng, tôi cho rằng Fed sẽ bớt mềm mỏng hơn trong cuộc họp lần này và điều này sẽ đẩy đồng đô la Mỹ tăng giá mạnh, gây bất lợi cho giá vàng. Còn theo chiến lược gia ông Frank Cholley của công ty Rio Fururi, giá vàng trước mắt sẽ tiếp tục giằng co trong phạm vi hẹp. Mức 2.100 đô la Mỹ một ounce sẽ là một ngưỡng cản lớn, còn mức 1.950 đô la sẽ là ngưỡng hỗ trợ mạnh. Tôi cho rằng giá vàng trong ngắn hạn sẽ dao động trong phạm vi như vậy, chủ yếu trong vùng từ 2.000 cho đến 2.050 đô la Mỹ. Xu hướng bán dòng vàng tiếp diễn của các quỹ giao dịch hoán đổi ETF, một lực lượng quan trọng trên thị trường vàng, cũng là một nhân tố không có lợi cho giá kim loại quý này. Tuần trước, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR đã bán dòng khoảng gần 5 tấn, giảm khối lượng nắm giữ chỉ còn 856 tấn vàng. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Ba, ngày 30 tháng 1 năm 2024 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.